những điều kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 1. Bạn có biết nước tiểu thời La Mã cổ đại được sử dụng như nước súc miệng? Ý tưởng người La Mã cổ đại sử dụng nước tiểu để giặt quần áo không còn quá xa lạ, nhưng ít người biết rằng nước tiểu cũng được người La Mã cổ đại sử dụng cho mục đích y tế, đặc biệt là súc miệng để làm trắng răng. Người xưa tin rằng nước tiểu có khả năng loại bỏ các mảng bám hoàn hảo trên răng, giúp răng trắng sáng bóng. Nếu là bạn có dám thử hay không? Những điều kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 2. Hoa sét để lại hình xăm suốt đời. Bạn có hay, khoảng 10% nạn nhân bị sét đánh sẽ tử vong, 70% sẽ gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng lâu dài như phá hủy não bộ và thay đổi tính cách. Bên cạnh đó, hầu hết mọi người bị sét đánh sẽ xuất hiện triệu chứng hoa sét trên cơ thể, hay nói theo tiếng Đức, hiệu ứng Lichtenberg. Nói đơn giản, hoa sét chính là những vết bỏng, bằng chứng về sự chuyển động của điện trường trên làn da người khi chúng làm đứt vỡ mao mạch phía dưới bề mặt da. Trái với niềm tin của nhiều người, vết bỏng này sẽ phai mờ theo tuổi tác, nhưng sự thật là chúng không hoàn toàn biến mất, nếu có chăng chỉ mờ đi chút thôi. Bạn có muốn sạm những hình xăm này trên cơ thể của mình hay không? Những điều kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 3. Bạn có biết bò tóc đực không hề ghét màu đỏ? Chúng ta dường như ai cũng nghĩ rằng bò tóc rất ghét màu đỏ, bởi từ xưa nhiều người thấy võ sĩ cầm tấm vải đỏ vung lên thì con bò phản ứng một cách dữ dội nhất. Nó học tóc chạy đến lao vào tấm vải và chiến đấu như với kẻ thù. Nhưng sự thật thì bò tóc không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không thể biết màu đỏ là màu gì. Màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy thì chúng sẽ nhìn thành màu xám. Bò tóc cực kỳ bị kích thích, chọc tức với động tác ve vẩy chiếc khăn của đấu sĩ. Chúng còn bị kích động theo bản năng, nhất là khi tiếng reo hò la hét của đám đông kết hợp với sự chọc ngoáy liên hồi bởi các khăn trên tay của đấu sĩ. Và bò tóc lao ra chiến đấu vì muốn bảo vệ lãnh thổ của mình mà thôi. Vậy tại sao đấu sĩ phải dùng tấm khăn màu đỏ để đấu bò? Thực chất, việc dùng tấm khăn màu đỏ để đấu bò chỉ để che đậy bớt những vết máu loang lổ trong màn hành quyết cuối cùng đối với con vật. Bạn có từng nghĩ như vậy hay không? Những điều kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 6. Ăn kẹo bạc hà, cao su sau bữa ăn tốt hơn là đánh răng. Việc ăn xong lao đi đánh răng ngay không những không tốt mà còn khiến lớp men răng của bạn bị bào mòn đó. Nếu muốn đánh răng, bạn nên chờ ít nhất 30 phút sau khi ăn. Thay vào đó, có một cách đơn giản hơn, đó là bạn nhai kẹo cao su. Ngậm kẹo bạc hà giúp miệng tăng tiết nước bọt nhiều hơn, đồng thời giữ men răng của bạn được cứng và bền. Bạn có phải là người luôn đánh răng ngay sau khi ăn không? Ngực nhỏ không có nghĩa là dây thần kinh ở ngực ít hơn. Số dây thần kinh ở ngực không hề thay đổi hay phụ thuộc vào kích cỡ. Điều đó có nghĩa là dù bạn sở hữu đôi ngực to hay nhỏ thì không lo số dây thần kinh cảm giác ở đây bị suy chuyển. Theo các nhà nghiên cứu, những người ngực nhỏ lại nhạy cảm hơn người ngực bự, bởi ngực to có lượng chất béo dày hơn dưới da nên phần nào bớt nhạy cảm hơn. Nếu đồng ý kiến với mình, hãy comment cho mình bên dưới để mình biết nhé.